Rồi, xin chào bà con. Bữa nay chia sẻ cho bà con nông dân xã Lê Sơn Đồng Du 2 quét cỏ lớn nè con. Thì đây nông dân đây là đa số là chọn là quét cỏ lớn tại vì có cái đường nước gần cái miếng lúa nè, múc rồi xịt luôn nên đỡ cực nè. Bà con dòm cỏ nè. Đó. Cỏ này là cỏ bông nè bà con. Còn cỏ này có lông heo. Cỏ này là cỏ bông thì có đu phụng nữa. Đó, con dòm nó lên đầy dây dày đặc luôn rồi nữa. Thì bà con để lên xanh, bà con đây làm để lên xanh cho quét cái một luôn là vừa vượt mầm vừa cỏ lớn luôn bà con. À. Cỏ bà con giờ thấy ghê hồn luôn. Trắng đất. Anh xịt vô để chia sẻ cho bà con. Bát xương 2 4 6 7 bát. Cái này bát mình xịt bát cái đồng hay là bát cái nóc à? Đồng. Đồng phun nhuyễn á. Khói. Còn mấy bình đó anh? Đây ngoài ha. Đây vậy mà còn dư nước. Thế thì lên đó nói chả được thôi, còn dư nước. Bát này nó không nhuyễn. Gió quá gió, có gió sao gió bê. Đây nhờ có mương nổi dễ, mương nước dễ xịt. Lúa này bữa nay được mấy ngày anh? 10 ngày. 10 ngày. Quá tại cỏ thấy cỏ lên cỏ nhỏ lừ hết trơn. Cái đó là căng tin ha. Căng tin in. À, cái đó có bù lạch ha. À, data. Kèm data vô. À, để nó giải nhiều, nhiều cái mới xịt cỏ bù lạch nó xuống lúa nó bù luôn. Còn thằng Palatin nó không phải của anh xịt à? Không. Vậy là con đi lên bệnh chăm với Tata hai thẻ. Tata hai thẻ nhỏ. Thẻ đó chắc cỡ 3.000 quá. 2.000. À 2.000. 1.500 2.000 thẻ nhỏ. Quá khó. Nhỏ nó lung vô nhận nước. À, xịt xong rồi bơm nước nhận xà phân ém luôn là nó chết rồi. Bên đây là xả được 10 ngày bà con. Còn bên đây là mới xả bữa nay chắc có 2-3 đêm. 3 đêm cũng trắng rồi nè. Xả trước xả sau nó cũng trắng rồi nè. Dài xuống dưới. Quá tờ cái miếng nó không có quét. Ba cái lúa lộn, lúa gài, lúa giờ lên xanh chân à. Ba gốc gã bà con đó. Xanh chân đó, nhỏ chết luôn nè. Ngoài đây nữa nè. Ba cái gốc gã không chịu xịt thuốc thì sớ nó không có dập á. Còn nhóc đó chứ. À, cảm ơn bà con đã xem video. À, xin chào bà con.